Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Đại huynh rượu quá nghèo nhưng nồng nàn hương gì, để xin kính cẩn trao tay mời người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho dạng chữ chung tình. Tăng 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 tăng. Cái gì lãng giang dữ vậy trời? Hồi đang hát ngon lành có tự nhiên mà hết là sao tôi đang đờn vô nó phê dữ lắm á. Hồi nghe ông Thanh Sang hát là chỉ ghiền được có khúc đó thôi, tại vì khúc đó nó hay phải không? Thôi vô cái đi. Đây nè. Này. Phải công nhận nha. Cái lũ đế của tao với cái lẩu của bây ha. Ai cái mà hợp tác lại với nhau là bá phát luôn đó nha. Hết sảy luôn đó. Này. Sao kỳ vậy? Yeah. Sao tự nhiên mà đang nhậu ngon lành rồi ca này kia cũng ngon lành mặt mày bí xị là sao vậy? Sắp tới đây là ruộng của tôi với ruộng của chú nè. Bây giờ nước mua lại làm đường làm xá rồi đó. Rồi tôi không biết tôi lấy gì tôi sống nữa trời. Trời ơi, tưởng chuyện gì mày lo xa quá. Nè nè, nói cho bay nghe nè. Nước nổi bèo nổi, không có đất thì mình có tiền. Vậy thôi. Ha. Ê, nhưng mà tao ngẫm nghĩ thì tiền nó xài hoài nó cũng hết. Thì đúng, đúng rồi bây. Nhưng mà dẫu sao thì bay vẫn còn trẻ ha. Có gì bay còn đi làm công nhân được chứ còn tao ha, coi như không có đất là thua. Thua đậm luôn. Chú nói cái đó mới quan trọng đó. Thấy không? Gì, cái gì mà ấy cái miệng hoài vậy? Tôi nhậu quá cái hàm tôi nó mỏi. Tại mày nói nhiều quá đó, nói nhiều người ta nhiều khi rồi dĩ gió nó vô coi chừng bị mắc bố quá nha. Xàm giếng. Đây nè. Tôi nghe lời chú á, kêu đừng có tính tới tính lui gì hết. Nhưng mà tôi hỏi chú tiền ăn cũng phải lỡ. Đúng không? Mà bây giờ coi như là trời ơi thiệt, làm xong rồi tiền bao nhiêu rồi vợ tôi giữ hết trơn. Lo xa quá, lo xa quá nha. Dẫu sao bay vẫn còn đất, nghe không? Cùng lắm là cái đất đó để cho vợ con bay cài. Còn bay có cái nghề tay trái rồi là cái nghề đi lưới cá. Đó có nghề lưới cá. Còn tiền mà tiền đất người ta bù lỗ cho mình, người ta trả tiền cho mình gửi ngân hàng lấy tiền lời. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô. Ủa, con chào chú Bảy. Sao chú nhìn con mà chú ngạc nhiên quá vậy? Không, sạc. Hai người đang nhậu hả? Con có mua cái này nè, ngon dữ lắm chồng. Hồi nãy em đi ra ngoài cái tiệm á, em thấy hả người ta bu đông đen luôn. Xong rồi cái em phóng vô em mua cho chồng một phần. Thấy em thương chồng à? Sao vậy, bị gì vậy? Ui trời ơi. Sao vậy? Gì vậy? Tôi lấy nước ấy cho mắt cho tỉnh, lấy cái rượu cay quá. Vậy? Bà vợ tôi hả? Trời ơi, người ta đẹp ngời ngời như vậy không nhận ra còn hỏi bà vợ tôi hả? Bộ đồ bà tôi hồi sáng mặc đâu rồi? Dục rồi. Cái gì? Thì dục rồi. Tại sao dục? Trời ơi, có vậy thôi mà cũng nổi nóng. Em với dì Bảy đi lên trên chợ, cái thấy cái xóm ra bán cái này nè, đẹp quá. Cái còn với lại thím vô, sọt bộ đồ. Xong bộ đồ cũ làm gì? Dục. Trời ơi, đem về đây nó dơ nhà, mà nó giống như là nó rác ở trong nhà đó. Đúng không chú Bảy? Cái gì vậy? Sao vậy? Bà ăn mặc cái kiểu tôi đợi nó vô đi rồi nói. Nó không biết đang nhìn về hướng này đâu, không biết là nó còn đứng đây. Trời ơi khổ ghê vậy á. Bây giờ tiền nhận được rồi, bây giờ ăn xài cũng có chừng có mực. Nghĩ sao kêu đưa 10 triệu rồi mới đây đi về chắc banh luôn 10 triệu rồi không còn đồng nào á. Ê, hình như là hồi nãy vợ mày nói là đi với vợ tao đúng không? Thì đúng rồi, nói là đi chung với thím Bảy đó. Trời ơi, vợ mày mới Phú Quốc một phát mà hết 10 triệu rồi. Bình thường. Con vợ tao nó không có vừa gì đâu. Nó mà để một phát là cả trăm triệu luôn á. Thím mà xài vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ tao phải đi về liền mày ơi. Chết. Bữa khác uống tiếp đi. Bữa khác đi. Con coi chừng thím bây giờ bà không còn là dĩa bánh bèo nữa nha. Bà thành là cái dĩa bánh đúng luôn á. Là gặp ai là bà đúng cho ăn luôn á. Trời ơi, tự nhiên nhà tôi bữa nay trở thành quán nhậu vậy trời. Gì kỳ vậy trời? Em sao quên cây cầu dừa, tươi tháo nó đùa.
em sẽ quên cây cầu giữa đường khi có nhau về. Trời, có tiếp viên hàng không nữa kìa. Bữa nay lạ luôn nghe. Cầu về lăng thính cho em qua đê, cầu về lăng thính chưa chân quê. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp đẹp, nhưng mà bây giờ cái này giống như là cái sân bay phải không? Sân bay trên đầu ông á. Ừ, sao sân bay? À, sân bay có tiếp viên luôn. Tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không nè. Đồ đẹp ha. Đẹp. Đẹp. Bây giờ tôi hỏi thiệt bà nữa, bữa nay bà mua cái bộ đồ này bao nhiêu tiền? 3.1 triệu. Cái gì? Mua đến Thượng Hải mà. Ba triệu một. Ờ. Trời đất quỷ thần thiên điện. Chưa. Nó vui lắm nè. Quà tốt đúng không? Trời ơi, tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì hả Bình Bác? Trời, mấy chục năm nay tôi chỉ biết làm ruộng thôi mà. Bây giờ đất không còn nữa, bây giờ tôi biết làm cái gì bây giờ? Tiền. Tiền là gì? Tiền là tiên là Phật. Tiền là sức bật của tuổi già. Tiền là cái đà danh vọng. Tiền là cái lộng che thân. Tiền là cái cân công lý. Nói chung có tiền là hết ý. Bây giờ mình nhiều tiền quá, mình làm cái gì? Cuối cùng mình phải đưa cho vợ con mình nó xài thôi. Để mai mốt rửa mình chết đi rồi đó, vợ mình nó xài, con mình nó xài đó. Cho nên bây giờ mày thấy tao không? Trực quốc trống pháp. Ừ, ngay cả cái quán cà phê bà cũng đóng cửa luôn đó. Bây giờ là phải đi làm phụ mày đó, coi như ở đỡ cho mày. Chú làm như con mình chú khổ vậy đó. Ở đây chắc tôi sướng lắm mà trời. Tôi giờ cũng cái mình thông chứ làm gì đâu. Nghĩ sao mà tôi làm á hả, là tôi là tên là Hai Lúa. Ừ. Mà giờ không có cọng lúa nào để làm hết trơn á. À mà làm như tôi ăn ở với chú sao, ăn ở sao á, ác nhân thất đức lắm sao á. Đi hết nguyên con kênh không lưới được con cá nào trơn là sao? Đẹp trời ơi, người con không có đất sống hú hộ gì là cá là sao nó sống nổi. Hớt vàng rộn ràng. Trời ơi, ở đây bây giờ không còn con cá nào, kêu đi chỗ khác hát giùm đi chú Bảy ơi. Ta nói đi cái xe mới á, nó đã gì đâu á trời. Rồi, đi vô đi vô. Để hỏi thăm hai anh này coi. Anh ấy ơi, anh ấy cho hỏi thăm nhà ông Bảy Bình Bác ở đâu? À, còn cho em hỏi thăm nhà cô, à quên, nhà anh Hai Lúa ở đâu? Ủa bà Liễu, bà Liễu vợ tôi nè. Ủa, trời ơi, ủa, có ông Bảo nè. Đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không. Nhìn không ra luôn. Vậy mới là không ra nè. Mới mua. Mới mua. Bà mới mua xe này? 50 triệu. 50 triệu? Ờ, ở ngoài showroom á. Trời ơi, mà cái giá này giá khuyến mại đó chú. À, showroom là cái gì? Trời ơi, thiệt bởi vậy, quê lắm nè nha, quê lắm nè. Có vợ bây giờ người ta xe xua vậy mà mình không biết cái gì hết. Showroom là gì? Show là gì? Là cái show. Room là cái gì? Room là rượu rum. À, chỗ bán rượu rum. Đúng rồi, đó là vừa bán show, bán rượu rum. À. Mà bây giờ cái xe để ngoài đó thành ra là nghe mùi tổ mà không nghe mùi rượu rum. Bởi vậy tao nói thà đừng nói. Đừng nói thì người ta còn nghi nghi là mình quê quê. Mà nói ra cái là xác định luôn. Gì? Xác định gì? Nói một cách lịch sự là mình không biết đi. Rồi, cái showroom. Cái showroom là cái chỗ mà người trưng bày xe để bán. Đó, thấy không? Cái này xin soạn không? Nói đại đi, mình nói đại là chỗ trưng bày xe đi. Không phải, dung. Mấy cái người mà có tiền á là người ta không có nói là trưng bày xe hay là bán xe. Bà có tiền quá ha, bà có tiền quá ha. Cái tiền của ai? Tôi làm, tôi là người làm ra. Bà lấy mà đem xài. Bây giờ tôi cần tiền làm ăn, lấy tiền đó tôi làm ăn hả? Nhưng mà mình nhiều tiền quá mà mình để làm cái gì vậy chồng? Mình nhiều tiền mà mình khổ lâu mình phải xài để người ta biết là mình nhiều tiền. Đúng chứ rồi, nếu mà con mà không xài cái gì ra đường đâu ai biết là có tiền. Đi xi men, 4 số 9 luôn á, không phải 18 đâu. Đùa đâu. Đùa xi men luôn. Đây nè, đây nè, đây nè, hộp thiệt nha, không phải hộp không phải hộp nhựa nha. Thím ơi. Hộp thiệt. Thím còn lại thím. Ha. Thím thương gia đình con đi. Ví dụ thím có xe xua, thím muốn mua hộp này, hộp kia, hộp cái gì, hộp xoài gì đó, tùy thím. Thím đừng có xúi vợ con, nó ngu lắm. Không, bảy giờ. Thím không có xúi em. Vậy chứ sao? Nói vũ tao á. Ba xúi hả? Ừ. Trời ơi. Em rủ đi, tại vì em thấy là gì mà bây giờ mà làm lên là chú Bảy đâu có nhận ra. Đó, hồi nãy chú Bảy đâu có nhận ra đúng không chú Bảy? Đúng rồi. Thôi đẹp mà. Thôi đưa cho nó đi, giờ mình đi tiếp. Đưa cho nó. Thôi được rồi nè. Bây giờ hai người ăn đi. Không sao ăn hả? Bánh mì. Trời ơi, chi vậy? Mà nói nghe nè, bánh mì này là bánh mì thịt nguội là sang nhất. Cái xe bánh mì mà mắc ở ngoài thị xã luôn đó. Thôi bây giờ hai ra thím cháu. À, bây giờ mình về nhà mình nghỉ ngơi đi, đừng xài nữa ha. Không được. Còn nhiều chuyện để mừng lắm. Tại vì là đem bánh mì về xong bây giờ là hai dì cháu mình là coi như là đi nó khô như cái đám rạ vậy. Rồi đó. Bây giờ phải đi đâu? Làm mần tóc. Đó. Hay nè. Cái mần tóc này được nè, tại vì sao?
nữ làm đẹp là cũng phải làm đẹp cho nam luôn. Đúng rồi, đúng dẫn rồi. Luôn chú Bảy đi làm rồi, đúng đó. Bây giờ không, theo con thấy đó, chú đã lỡ như vậy rồi thì mình chịu khó làm sao cho giống như là ở sau nó có nguyên cái bính dài vậy nè. Đó mình nói gì? Nói tóc. Thôi bỏ làm đi. Cái bính dài. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, nói nghe nè. Bây giờ mà em dẫn ông ra ngoài tiệm tóc đó là nó đóng cửa tiệm luôn. Sao đóng cửa tiệm? Còn cộng nào đâu mà. Bảy. Sao còn biết sao? Còn hai cái mé này. Đây đẹp tôi cũng có chởm đây nè. Ông mới giữ thể diện cho tôi chứ. Nghĩ sao mà tôi như vậy mà dắt một ông như vậy đi ra tiệm tóc mà mượn tóc. Trời ơi quê chết đi á. Rồi bây giờ sau khi đi tiệm tóc là đi đâu nữa không? Đi mần da. Làm da người ta gọi là đi xì ba. Xì ba. Xong rồi đồ ổ ngoài xì ba nó có cái vụ mà kia bằng cái gì? What? What? What là cái gì? What là cái gì? What lông. Có nghĩa là cào đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ta dán vô cái gì cái tát. Gì là ngoại tốn tiền. Về nhà tôi cạo cho. Không, con có cách này hay hơn. Cách gì con? Cứ việc đem ra ngoài lấy sình đắp lên, phơi nắng chút xíu nữa sình nó khô làm cái giật ra cái phát. Đó, đó cũng là một cách hay. Thôi, cái bằng kiểu đó là tháo khớp bỏ luôn á. Bởi vậy nhà quê á, dì không có biết những cái mà làm đẹp như bây giờ, không có biết hưởng thụ, không có biết xài tiền. Thôi được rồi. Bắt đầu hôm nay cái mỏ dảnh gì lắm rồi nha. Vừa thôi nha. Nè, con nói thím nghe, làm đẹp là nhu cầu rất yếu, nhưng mà vừa phải thôi. Cũng phải biết là cái đồng tiền của chồng mà nó làm ra nó cực khổ. Được. Không phải, tiền này không phải tiền làm ra. Tiền này tiền bồi thường. Trời ơi. Dạ thưa thím, tiền bồi thường nhưng mà để dành cho gia đình xài chung. Thì có để dành rồi, còn cái nào xài nào để. Xài ít mà, chú có mới có 100 mấy à. Trời ơi ghê quá, chú đưa cho con một cái khăn. Chú đưa con một cái khăn đi. Cầm đi, cầm, đè lên. Rồi, quấn lại. Rồi con chỉ bỏ tay. Thôi vậy em quá. Mệt quá, đi. Thôi đi mệt gì? Quá, mình đi tiếp đi. Trời ngoài xì ba nó hẹn đó. Đúng rồi, trễ giờ. Thôi, giờ đi nha chồng yêu. Trời ơi, người ta mới xài có 100 mấy mà làm la lèn la sớm là. Ông ấy mình đi rồi mừng đẹp xong cái mình ra mình quất dài bộ nữa trời. Chánh nè, chánh nè. Ra, chánh nè, chánh nè. Đội nó lên đi ba. Chú thấy chưa? Chú thấy tai hại không? Chú là người suối tôi đàng hoàng, chú kêu thôi bây giờ tiền mình có vậy em đưa cho vợ xài đi đó, vợ xài đó, xài cái điều gần sắp banh luôn rồi đó. Hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ thấy cái hoàn cảnh như thế này là mình hiểu thân phận của mình như thế nào rồi đúng không? Chú quyết định rồi, bây giờ chú phải đi vô chùa mua cái mỏ để rồi chú tự gõ tu hả? Tu kệ, có thực mới giật được đạo. Cảm ơn con. Rồi mà chừng nào chú lên chùa? Khoảng 1-2 bữa nữa ha. Chú báo trước cho tôi biết nha. Để cái gì tôi sắp xếp đồ, coi như tôi bỏ hết toàn bộ đồ với lại tôi mần luôn cái khúc trên này còn lại đó. Rồi xong rồi tôi lên trận tôi với chú luôn. Tôi luôn. Coi như nó bình an đi. Chứ ngoài đời toàn là quỷ với yêu ma không à. Làm sao mà sống nổi. Tin là tin nhiều khi không mà có. Tin là tin nhiều lúc có như không. À quên không. Tin là tin nhiều lúc có phải xài. À ha, sướng quá. À chào vợ của hai luôn. Ai vậy? Chú Bảy nè con. Chú Bảy. Chú Bảy nè. Trời ơi. Chú Bảy Bình Bắc. Thấy sao? Thấy phong độ đúng không? Hấp dẫn con. À quên không, hấp dẫn. Cái này không có được. Dạ. Con nói đó, chồng Bảy nó nghe được là dạ, chết dạ, nghe sao, chưa? Sao. Hấp dẫn quá. À quên. À, đẹp trai quá chú. À, phong độ đẹp quá. Đẹp lão rất là phong độ. Nhưng đúng mà rồi, chưa. Rồi. Cái ngạc nhiên này nó chưa đã bằng cái ngạc nhiên kia đâu. Còn gì nữa? Chuẩn bị ngạc nhiên tiếp theo nè. Đứng đi. Ai vậy chú? Chồng Bảy đó. Đó. Chồng Bảy đó. Hai lúa chồng con à? Ừ. Trời ơi trời. Sao nhìn khác quá chú. Nó đập đi xây lại hết toàn bộ luôn. À bao nhiêu tiền chú? 4,5 tỷ. Đúng ra thì nếu mà người khác thì chỉ có khoảng 2 tỷ mấy 3 tỷ thôi. Còn tại vì chồng của Bảy là phải kéo cái chân cho nó dài nữa. Cho nên là 4,5 tỷ. Trời ơi, như vậy là hết tiền của con rồi. Như vậy là bao nhiêu cái tiền bồi thường đất của con là hết trơn rồi hả chú? Mày muốn nó đẹp như vậy mà đúng chưa? Thì con muốn chồng con đẹp như Hàn Quốc vậy nè. Nó nói với chú là có tiền mà chơi sảng láng luôn. Thấy không, bây giờ nó là một tài tử Hàn Quốc. Đẹp trai hơn tài tử Hàn Quốc luôn nữa đó. Dạ đúng rồi, nhìn thì Nhưng mà bây giờ là trong
chồng mấy là đẹp trai như tài tư gần quốc, chú đã lên đời như thế này bây giờ chú cũng phải hơn nó chứ. Chú còn đâu có thể nào mà chấp nhận thua nó được. Tới cái phong độ này là chú phải đập đi xây lại luôn. Chú phải cho chú trở thành tài tử Mỹ, tôm rút hay tôm xú cái gì đó không thành vấn đề, bởi vì chú đang có tiền. Đập đi xây lại bây giờ chú giao cái hộp này cho con tự đập nha. Chú về chú đập đi xây lại. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Ủa sao kỳ ta. Chồng ngồi đây. Chồng ơi, không mấy bây giờ em đập hộp chồng cái nha. Nha chồng ngồi im nha. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Tự nhiên sao mà nghĩ ra cái chuyện mà đi sửa cái gì không sửa, đi sửa nguyên cái mặt. Hả miệng ra. Hả rồi. Rồi miệng đâu? Bà đuôi hả? Bà là vợ tôi, chỗ nào cái miệng, chỗ nào cái lỗ mũi bà cũng thấy hả bà nội? Rồi bây giờ bích bụng vậy rồi bị đường đâu mà ăn hả? Đó, làm cho giống như bà, tại vì bà muốn vậy mà, đúng không? Chơi là phải chơi cho tới bên. Đập đi xây lại là chuyện nhỏ đối với tôi. Về đó nghe, nói cho bà biết nghe, mới sơ sơ gì là 6 tỷ rồi đó nha. Còn nếu mà làm toàn thân là 10 tỷ luôn á. Nếu mà đang làm nửa chừng không đủ tiền cho nên chỉ làm cái đầu thôi. Đó, làm như ý bà muốn, đúng không? Làm búp bê Ken. Nhưng mà bây giờ hiện tại nó bị hư cho nên trở thành cu ba thông. Ông Bảy ơi, tôi nè, bồi thường đất mình được có 6 tỷ thôi. Đúng. Tôi mới đi shopping có mấy chục triệu hà. Ông dậm chân, ông la làng, ông biểu tôi là phát của, không biết sót tiền. Đúng. Bây giờ ông quất nguyên cái đầu ông 6 tỷ. Bà muốn trẻ chung mà bây giờ phải chơi cho nó trẻ chung luôn giống bà mới được, đúng không? Rồi ăn mài luôn hả Bảy? Chú Bảy ơi, như vậy để cho bà thấy đó. Chứ thật sự tôi không có sửa, không có đập đi xây lại cái gì hết trơn á trời. Vậy là còn 6 tỷ á? Còn y nguyên 6 tỷ đồng. Vậy là bây giờ bà mừng tiền hay là mừng tôi? Mừng... Tôi mừng tôi có lại Bảy Bình Bác. À, hồi nãy bà nói rồi đó nha. Nói rồi. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Con nhìn thấy chú Bảy á, con mừng quá, con vui quá. Bây giờ con chỉ có một điều ước thôi. Sao? Đó là con ước gì con sẽ đi làm, rồi con kiếm tiền. Con kiếm đủ tiền để con... đem anh lúa của con đi phẫu thuật lại để trở về giống như chú Bảy thôi à. Con không ước cái gì nữa mà. Ê, cái giọng cười này nó quen hơn à. Ủa? Cái giọng này nó đúng hơn giọng nghe hồi nãy chưa à? Nghe cái giọng cười này chưa? Mẹ lúa, anh lúa ơi. Sao? Lúa của em còn mơ ước nữa không? Không, em không mơ gì nữa hết đó. Em chỉ muốn có lúa xấu xí thôi, không có cần hàng quốc gì hết nha lúa nha. Vậy hả? Con con hẳn búp bê hư này. Dạ. Thôi được rồi, đủ rồi. Trời ông nội. Trời ơi, rút cái đầu này nó đu trái chuối luôn á. Nó đuối hơn chạy ruộng luôn á. Đây là thằng bạn thân. Ừ. Thì hai chú cháu nhờ thằng này nè. Nhờ quà đó đóng kịch để cho hai người sáng mắt ra. Chứ không lẽ hai chú cháu tôi điên tiền đâu, tự nhiên lấy tiền mà đền bù mà mình để đi đập đi phá chi cho đã cao. Trời ơi, coi như là mọi chuyện giải quyết xong. Ừ. Chú với thằng lùn này. Rồi. Nhớ cái chầu tối nay nha. Tao biết rồi mày. Nhớ ha. Rồi thôi. Con về đây, rồi không đi làm nữa. Cảm rồi, cảm rồi. Rồi chào cả nhà. Vui mừng quá. Thấy chưa? Chú Bảy thấy chưa? Chỉ có tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi, trời đất ơi, ở đây phải quê tôi không trời? Chào cô. Ôi, tôi là Tân, cháu của bà Sáu cô đơn á. Ủa, em vừa hỏi với anh luôn, anh thật là cởi mở. Em chào anh. Không, em rờ có phải anh người thiệt không? Tại đây em chưa thấy ai đẹp trai như anh. Cảm ơn cô. Hèn chi thấy lạ quá.
Anh cháu của dì Sáu Cô Đơn hả? Đúng rồi, tôi ở thành phố về chơi nè. Chú cha, bởi vì cái nét thành phố nó lạ hơn nét dưới quê tụi em phèn dữ lắm. Anh chưa có nhúng phèn. Không, sao tôi thấy cô dễ thương mà. Dạ, em cảm ơn anh, em dễ thương lắm hả? Ờ. Ây da. Cô bị sao vậy? Anh ơi. Cô bị sao vậy? Anh ơi, anh đỡ bên đây nè, anh đỡ bên đây nè. Dạ đúng rồi, ôi da trời em mệt quá. Anh mệt mệt. Cô bị sao vậy? Trời ơi là trời ơi, nó đã ôi cái mùi trai nó dạ không có gì thôi chắc cô không sao đâu. Anh ơi, cô làm gì làm đi nha. Dạ anh tôi nói làm sao gì của tôi. Dạ anh nói sao thì em nghe vậy ạ. Má ơi tôi hết muốn đi bán heo luôn rồi, trời ơi đòi cho anh ơi. Ủa cô bị sao vậy? Cái gì vậy? Ê, dạ, nhỏ này nhỏ khùng trong xóm, anh làm việc anh đi. Đi gặp. Mày đi hả mày? Mày đi hả mày? Cái gì? Mày lo mày đi bán gà đi. Vô viện, bán gà thôi kệ tôi. Ra coi, đi ra coi. Mày, anh. Anh gì mà anh? Mày lo mày đi bán gà đi nha mày. Bà không lo bán heo đứng đây làm gì? Heo giờ này chưa có mần thịt, lấy gì bán? Nhúng chai hả? Ê. Cái gì? Của tao nha, tao phát hiện ra ảnh trước nha. Biết ảnh ở đâu ra không? Ai vậy? Ai vậy? Anh Tân. Ai ở thành phố mới gì à? Cháu của dì Sáu Cô Đơn. Dì Sáu Cô Đơn hả? Trời sao tôi ngồi tiền giúp tẩy này nghe chi vậy con này? Anh ơi em nghe đó anh Tân. Cháu của dì Sáu Cô Đơn đúng không? Đúng rồi em thân với dì Sáu Cô Đơn lắm. Dì Sáu Cô Đơn cũng khen hoài à. Em tên là Thắm á. Đúng rồi, người nó hơi mắm lắm. Con này chứ gì nữa, mấy đứa Thắm á người hơi mắm, còn em không phải như em là tên Hồng nha. Hồng Mẫn hay Lòng Thồng? Hai cô vui tính quá. Dạ đúng rồi, tụi em vui lắm. Anh ơi, bây giờ trời xanh mây trắng như này á, anh có thể cho em làm quen với anh được không? Con gái dưới quê mà nói chuyện mạnh bạo vậy. Nó thương vậy đó, gặp tôi trai làm là em. Con gái dưới quê là phải e dè ngại ngùng xíu, với lại nhỏ nhắn xíu chứ. Anh nói lúc này tự nhiên em thấy em tuổi thân quá, em thấy em dày cơm á anh. Tôi không có ý đó đâu. Dạ không, kệ đó đi, anh quan tâm em nè, em hâm gà. Ê, anh đừng nghĩ vậy nha, ý em là em bán gà, em 28 tuổi, nói chung em vẫn chưa có một mối tình dắt dây nào hết á. Bị ế á. Ý là đường tình em sạch sẽ, vẫn chưa có ai đi qua hết á. Nếu như anh muốn á, thì anh cứ lướt qua, anh dừng đèn đỏ, không có dừng ở đó, vĩnh viễn luôn cũng được. Ê, qua đây mày. Anh, tuy em có lớn nó 2 tuổi nhưng mà em chưa có kinh nghiệm tình ái. Dạ. Em thì Thùy Mị đang trang nít na, công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, nói chung là cái gì người ta có em có, mà cái gì người ta không có em cũng có. Dạ. Ý là nhưng mà nó bán thịt heo luôn dở hơn thịt gà đúng không anh? Mày điên dạ. Hả mày? Anh thì thịt heo ngon lắm. Ba gọi cút xương của mình nướng cũng được, là mình chiên cũng được, mình xào mắm ruốc cũng ngon đó anh. Thôi hai cô yên đi. Cá chạy đâu mất tiêu hết rồi nè. Tôi nói cho hai cô biết nha, tôi không có thích ăn thịt heo hay là thịt gà gì hết á. Chứ anh ăn gì? Tôi chỉ thích ăn cá thôi. Anh thích ăn cá hả? Vậy thì á, em sẽ chui vào lưới của anh nè. Nè, anh bắt em đi, em ăn em nè. Không, anh ơi. Em tình nguyện em làm một con cá mập, em quấn vào lưới của anh, em quấn vòng như vậy nè. Anh là của em. Con hai cô đi quá vậy. Anh là của em. Anh bỏ đi. Tại mày hết á. Tại mày hết á. Tại mày à. Tại mày. Mày bỏ cái nhỏ ra mày nói chuyện ra. Bu ra. Tráng sĩ ơi. Tráng sĩ đợi em với. Hai cô á, đừng theo tôi nữa, phiền quá. Ây da. Như vậy hả vậy? Mày ngon mày vô đây. Mày vô đây. Tráng sĩ. Dạ. Tráng sĩ ơi. Dạ. Bu ra. Mày bu ra. Mày bu ra chưa? Mày bu tao ra. Giờ đếm 1, 2, 3 là bu nha. Trời mày luôn á. 1, 2, 3. Dạ. Sao chàng lại bỏ em đi như vậy? Chàng ơi hãy về đây bên em. Em có con cá thật to, em sẽ nấu canh cho chàng, sẽ có cá cho chàng ăn cơm nha. Tráng sĩ ơi, cá đó cá nuôi nó không có ngon đâu, nó tanh lắm. Tráng sĩ ơi, cá của em nè, cá phi,
Cá phi gì mày? Cá bên trong phi hả? Cá rô phi. À thì nói cá rô phi. Cá rô phi ngon lắm chiến sĩ ơi, chiến sĩ. Bây giờ chiến sĩ chỉ cần bước ra đây thôi, em sẽ nấu cá rô phi với áp bông mà điên điển. Rồi áp bông súng. Súng cái đàn mày súng á. Ui da. Mày điên á. Mày nghĩ sao vậy? Tao nói cho mày nghe nè, tao nhớ hồi xưa mà cái thứ như mày á, ở trong cái tuần cải lương kêu mày là cái mấy cái con ngoại bang. Gì? Mày nghĩ sao? Con cá rô phi mà mày đi nấu với bông điên điển với bông súng, mày phải người quê này không vậy? Ê, nó nghe nè, giờ không có cách linh á thì mình nấu cái gì mình nấu được không bạn? Trời ơi, mắc cười quá cái hông mày. Giờ sao? Thôi luôn á. Nè, nó dứt nha, bỏ cuộc đi nha đánh mèo. Bây giờ hồi nãy đánh lộn mà còn đánh không lại nữa. Trời ơi, sao mày giành trai với tôi? Xin lỗi mày à, mày là cái con chi dơ, nghĩ làm sao vậy? Người ta đang đánh lộn tự nhiên đi giật cái dây thun quần. Hả? Tụ cái quần tao phải túm nó lại chứ. Ủa nó nghe mình đánh không lại thì mình phải dùng trí óc chứ bạn, chứ làm sao? Chiến sĩ ơi, ra đây làm gì? Em nè, chiến sĩ ơi. Trời ơi, sao hai con sờ mâu ế nhễ này? Làm cái gì mà vô đây la rần rần vậy tụi bay? Sao con nó chơi dơ lắm con, chứ nó quánh lộn giành anh Tân. Mà nó nở lúc nào nó bứt cái dây thun quần của con. Làm con phải lấy cái dây lạc này nè, cái con cái chụp cột lại cái quần của con. Được luôn hả? Được chứ. Cái dây lạc nào mà chịu nổi cái bụng của mày? Cái dây này nè, đó. Được luôn hả? Dạ, đáng lẽ là con cầm cá dài xuống vậy nè, mà con phải thắt vô cái bụng con rồi. Nè, hai đứa con gái xinh đẹp, dễ thương, ế nhệ. Nghe tao nói nè. Dạ. Tụi bay có muốn giành trai giành gái gì á? Dạ. Đi ra ngoài ruộng hay là ra bụi chuối, quýnh nhau đi. Trời ơi, hà cớ gì mà đi vô quán tôi làm rần rần vậy, khách nào dám vô uống hả? Tụi bay làm quá riết thằng Tân nó sợ luôn á, nó không dám ra đây, nó đứng nó coi quán cho tôi nữa. Sáu ơi, nếu như con là vợ của anh Tân thì chắc chắn con sẽ là cháu dâu của Sáu. Sáu nhìn con đi, rất là tiếc hạnh, người phụ nữ công dung ngôn hạnh là con, biết kính trên nhường dưới. Sáu lớn tuổi như vậy thì con sẽ phụng dưỡng Sáu, nấu cơm cho Sáu ăn hàng ngày. Còn nếu như sau này 600 tuổi già Sáu chết đi, con sẽ cúng cơm cho Sáu hàng ngày, con sẽ tụng kinh cho Sáu hàng ngày. Và Sáu ơi, Sáu biết không, cái nghề của con là gì? Nghề bán thịt heo. Tụi con tên là Hồng Thịt Heo. Giờ Sáu muốn ăn thịt heo sao? Nè, bắp gỏi nè, luộc nè, chấm mắm nêm nè, hay là thịt quay, thịt heo chiên là thôi được rồi. Bữa nay chính xác luôn là Sáu hiểu sao mày ế rồi. Sao tự nhiên mày duyên dáng quá đó. Tao đang khỏe mạnh như vậy mà nói tao 100 tuổi già tao chết. Trời ơi, chù tôi hả? Ê, con. Dạ. Con tên Hồng đúng không? Dạ đúng rồi. Biệt danh là gì? Dạ Hồng Thịt Heo. Hồng Thịt Heo. Con nhìn Sáu đi, thấy chưa? Giống quá. Không, giống. Sáu nhìn Sáu mà Sáu còn ngán nữa hả? Ủa ngán hả? Mà Sáu nhìn con hả? Sáu ớn thịt heo cái não luôn á. Cho nên bỏ cuộc đi, đừng có đeo đuổi thằng Tân nữa, khổ lắm. Nghe chưa, bỏ cuộc đi, đừng có đeo đuổi nữa. Sáu, nếu đây không phải là gu của Sáu thì con là gu của Sáu, đúng không? Chuẩn luôn. Bây giờ Sáu chỉ cần muốn ăn gà nha. Sáu hú con một tiếng. Trời ơi, gà quay nè, gà gỏi nè, gà nướng nè, gà gì con đem qua Sáu miễn phí hết luôn. Con cảm ơn Sáu. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Công nhận chiều cao con là ngon lành rồi đó. Dạ. Đầu xoay vòng Sáu coi. Dạ. Xoay coi. Ôi trời ơi. Con gái gì mà lưng dài vậy bay? Trời ơi, cái lưng dài mà cái chân ngắn vậy là làm biến chảy hay luôn đó. Sao? Kể cái này ta gọi là lưng dài đích sệ. Đúng rồi. Sệ nhưng vậy đẻ phà, đẻ cả đống cả lèn sao mà nuôi nổi. Đúng thôi, rồi. Dẹp mộng luôn đi. Đúng rồi. Nhưng mà Sáu ơi, bây giờ con muốn chồng á, con chỉ muốn vô kiếm ảnh thôi. Sao ơi, phải vô kiếm mà con đi luôn nha. Anh ơi. Trời ơi, hai con quỷ sao mau. Tụi bay có cần mà muốn chồng cuộn cuộn vậy không hả? Sao? Nó thấy tụi bay nó trốn là còn mừng. Không, tao tưởng cái nhan sắc tụi bay vô là nó đổ quỷ nó chết rồi chứ. Không, tao không chịu đâu. Bây giờ con phải đi tìm anh chồng tương lai của con đây. Anh ơi. Sao? Con không thể nào là người đến sau được, bởi vì con là người biết anh Tân trước nó. Con đi đây. Trời. Cái con kia nó ôm nó nhảy rào được kìa. Mày nhảy rào coi chừng sập rào của tao với cái con thịt heo kia. Trời ơi, tội nghiệp thằng cháu tôi, đẹp trai làm chi cho khổ vậy. Bởi ta nói con trai ở xóm này mặc dù nó lên thành phố nó làm việc hết rồi, ở dưới đây còn dài thằng lèo tèo như Tân vậy đó. Mà gặp hai con quỷ này, trời ơi tội nghiệp nó quá đi á. Anh ơi, anh cứ ngồi đó đi ngang, chút xíu nữa cá chín em đem ra cho anh thưởng thức ngang. Thôi anh ơi, anh đừng có ăn cá của nó. Anh ăn cá rô phi của em nè, siêu ngon, siêu bổ luôn. Đảm bảo cho anh là ăn xong là khỏe liền.
già mồm hả mày? Còn mày làm gì vậy? Ý-hô. Anh ơi. Ê con mày. Anh ơi, anh thích ăn cá chín hay cá hơi tái tái thôi? Đừng ăn cá của nó, cá của em nè. Hi hi hi, cái đầu mày á. Ảnh là của tao, tao phát hiện ra ảnh trước nha. Mày không có giành giật với tao à? Ồ, cùng lắm thì một đứa chăn bông, một đứa lạnh lùng thôi. Không không không, tao không bao giờ chịu cái cảnh mà kiếp chồng chung như vậy hết, rất là khó xử. Nhưng mà nếu mà có giả sử là có chăn bông ha, hay là có lạnh lùng gì đó là tao sẽ là chăn bông. Ơi là trời. Hai cô im lặng xíu được không? Tôi đã trốn ra đây ngồi thiền xíu rồi, cũng không yên nữa. Thì anh cứ ngồi thiền đó đi. Tụi em đang tranh luận để giành anh. Anh có biết anh là đặc sản của cái vùng này không? Đúng rồi. Cái vùng quê này á, trai đã hiếm rồi anh ơi. Mà trai đẹp như anh nó còn hiếm hơn nữa. Phải rồi. Những người trai đẹp như anh là chỉ có cưới những cô gái ở trên thành phố á, nên tụi em đâu dám ngó đâu. Nhưng mà nếu mà anh thương tình á, không cho đường tí hương thì anh cho một tí hoa đây. Ê, con này hay. Dê mày. Ơi. Đúng rồi đó anh, không hương thì cũng cho một xíu xíu hoa đi anh. Đúng rồi, mình tình cảm với nhau đi. Đúng rồi, cành cây ngọn cỏ còn hữu tình với nhau. Huống hồ gì chúng ta là người với nhau mà. Hai cô nói giống như là hai cô là yêu quái vậy trời. Trời, trời, đường tăng mà đi thỉnh kinh gặp hai cô chắc chịu trận luôn á. Không cần biết, không biết là yêu quái yêu tinh gì cũng được. Chỉ cần là anh thích là được rồi. Hay là bây giờ anh thưởng thức món cá của tụi em đi, rồi tụi em thưởng thức anh. Đúng rồi. Anh ơi, cá chín rồi, em lấy cho anh ăn nghe. Dạ, anh cá, ăn cá. Rồi lấy cá ăn đi. Ôi, chịu ăn cá. Ăn cá rồi. Trời ơi. Đâu rồi. Trời ơi, con cá. Trời ơi. Chết tao rồi. Anh ơi, mặc con kệ. Con cá nó đen thui rồi. Bây giờ cá này á, mình gán chịu khó để mình ăn vẫn được, đúng không ta? Mình vẫn ăn được mà. Nè anh ăn đi, lỡ rồi hơi có hơi đen nhẹ, nhưng mà không sao đâu. Cái này gọi là hôn quê mà. Đúng rồi, dân giả anh. Dạ đúng rồi. À, nữ công gia chánh đây đúng không? Nữ dạ, công đúng, gia chánh dạ. Là ăn than đúng không? Anh kinh nhưng mà em mình khét rồi, mình nướng lại con cá. Đúng rồi, dễ mà. Thôi mệt quá, hai cô đừng làm phiền tôi nữa. Tại mày hết á. Mày ăn hết con cá luôn. Mày ăn hết con cá luôn đi. Con này phiền thế. Mày đúng phiền luôn á. Thiệt tình. Tráng sĩ ơi. Tráng sĩ có ở dưới đây không? Đây là chỗ mà chúng ta câu cá mà. Tráng sĩ. Tráng. Sao tao mưa mày mà tao cứ gặp mày hoài vậy con kia? Mày hay quá, mày hù tráng sĩ chạy đó. Cái thứ của mày mới là hù anh chạy á. Mày á. Cái mệt quá à. Mệt quá à, Tráng sĩ đi mất tiêu rồi nè. Mức độ mà tìm cũng phải tìm chung chỗ nữa mày. Tráng sĩ ơi. Tráng sĩ ơi. Hai Cương có biết ở đây có chỗ nào có đầm sen không? Chị, em nói chị nghe nè. Chị, ra đây, em nói chị nghe nè. Hai Cương có biết chỗ nào ở đây có đầm sen không? Đầm sen hả? Đầm sen quê em nhiều lắm. Đúng. Mà chị tìm đầm sen có chuyện gì ạ? Mà Hai Cương có phải là thôn nữ ở vùng này không? Trời ơi. Chuẩn thôn nữ luôn. Dạ, chuẩn luôn á. Chị tìm đầm sen, đầm súng để chị chụp một bộ hình kỷ niệm đó. Wow. Ê, cái này ở trên thành phố á, người ta hay có vụ mà mấy người trên thành phố về đây cái chụp hình á, thôn nữ với bông sen. Đúng rồi đó. Đâu, chị nói là chị đúng rồi đi. Đúng rồi đó. Ê, gà. Gì? Mày bán gà, mày nghe cái giọng này nó kỳ kỳ không? Cái giọng hả? Đúng rồi đó. Chị đúng rồi lại giùm em. Đúng rồi đó. Đó, thấy chưa, tao nghe nó mái mái làm sao á. Đó, kỳ kỳ ngộ ngộ nghe. Sao? Hình như là đây là một người không phải là người dùng mình mà. Nghe cái giọng rất quen nha. Rất thân. Người quen của Hai Cưng không nhận ra sao? À! Ủa gì vậy, có quen đâu. Chị là Tân, cháu của bà Sáu. À! Trời đất ơi. Ủa? Tráng sĩ của Hai Cưng đây. Cái gì vậy trời? Tráng sĩ hả? Anh ơi, tráng sĩ ơi, hôm nay tráng sĩ bệnh sao vậy? Ủa,
vẫn tươi như ngày nào mà. Đây không phải chồng tao mày ơi, không phải chồng tao. Chồng mày đó, hôm bữa mày giật cái tao mà. Bữa mày bệnh lắm mà. Bữa lộn với tao giận mà. Thôi nào hai đứa, bây giờ hai đứa chụp với chị bộ ảnh hồ sen kỷ niệm nha. Rồi sau đó hai chị em chúng mình sẽ chơi banh đũa bún thung. Hả? Mày chơi banh đũa mà trời ơi thiệt á, lâu lắm rồi mới được sống thật con người của mình. Thiệt đó kìa, tôi chết đầu rồi. Chơi banh đũa bún thung kìa má ơi. Gà ơi, lấy chị đi gà ơi. Thôi mày lấy ảnh đi. Thôi gà lấy đi. Hai chị bị sao vậy? Dạ sao cứ đùng đẩy hoài vậy? Đâu có gì đâu. Thôi nha, đừng có đùng đẩy nha. À, chị nhớ là hai cưng thích làm cá lắm đúng không? Hai cưng đứng lại để chị lấy lưới chài hai cưng nha. Đứa nào mà thắng thì chị cho làm vợ cả, đứa nào thua thì làm vợ hai. Không thích làm cá nữa mà thích làm cá thì bán cá rồi, không có bán thịt heo. Hai đứa dành chị lắm mà. Không đi bán thịt gà, không thích làm cá. Hai đứa đừng có đụng đẩy cho nhau nữa. Chị ơi, chị bị tổn thương rồi đó. Chị ơi. Anh Sáu ơi, Sáu con Sáu ơi. Thằng Chiên Hồng, tụi bay đi đâu ra đây đi. Sáu ơi. Trời ơi, nó đang hẹn bạn ra đi chơi nữa hả? Sáu không có. Ai vậy? Bạn Sáu á. Ủa, Sáu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thằng Tân. Tân nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái áo tôi mới mua tôi chưa kịp giặt. Đúng rồi, đồ của Sáu. Trời ơi, lấy đồ của Sáu. Trời ơi, tủ Sáu nhiều đồ đẹp vậy mà Sáu giấu con nha. Trời ơi, trời ơi, con nữa kìa. Con bị bệnh hả? Mày tha son rồi đội tóc giả rồi bận đồ đàn bà vậy? Không, con không có BD, con là chồng của hai đứa này nè. Chồng của Hương Hồng mấy heo nha, không phải con nha. Mẹ giờ hai đứa giành giật con đó sao? Không, con không giành hết trơn nha. Bây giờ con mắc đi bán gà rồi, chờ mấy con gà của con. Mấy con gà của con còn chưa đi cho nó ăn nữa. Mày ơi, bây giờ mày bán gà đi. Đi bán gà nha, chúc gia đình mình hạnh phúc nha. Đi bán gà rồi. Trời ơi, còn con sao? Con ở đây lại đây làm gì? Không nè cưng, dạ. Bây giờ mắm là chơi cá rồi đó, cưng sao? Dạ. Cưng muốn sao? Dạ, chị em... có tài đấm bóp dữ lắm đó nha. Dạ không dám đâu, em về bán thịt heo. Không dám đâu, em về bán thịt heo. Thôi con về con bán thịt heo nha chứ con. Thôi ở lại chơi với chị nè. Dạ thôi con về sao rồi? Nè hai đứa. Ê chơi với chị. Trời ơi Tân. Sáu ơi là sao? Sao cái gì? Cha mẹ sinh ra không có tật, tự nhiên tới từ từng tuổi này cái tự nhiên đổ bóng vậy con. Trời ơi, từ nhỏ tới lớn sao biết con mà. Trời ơi. Trời, nhìn mày thấy ghê quá, nhìn như thằng biến thái. Á, còn cỡ độ thằng này nữa, thằng này khỏe gì đâu á. Trời, Sáu không hiểu cho con thôi. Con phải làm như vậy á thì nó mới tha cho con được. Hai đứa đó như yêu nhìn nhện vậy, nó muốn ăn thịt con đó sao? Về quê vậy? Thư giãn có xíu mà mệt ghê luôn á trời. Làm trò này trò kia. Hiểu rồi. Trời ơi, công nhận mày cũng thông minh ghê á. Trời ơi, quýnh cái nó dằn cái tay tao ra. Trời ơi, còn phải nói nữa. Sao ngon không? Ngon không? Con thông minh. Mày tính làm cách này á để tụi nó tưởng con bê, tụi nó không có đeo đũa con nữa đúng không? Đúng rồi. Trời nghĩ sao vậy? Trời ơi, thấy con Sáu thông minh không? Thông minh. Cháu của Sáu thông minh lắm. Biết rồi. Mày là con trai, mày là đàn ông đạt được chưa? Dạ. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi là trời, tôi nhục quá đi trời ơi. Giờ chỉ có nước tự tử mà chết tôi trời ơi. Bà không cần phải chết. Chuyện này đối với gia đình mình rất là nhục. Bây giờ tôi hỏi bà, con Hồng nhà mình đâu? Nó chồng quá, nó ra ngồi với chồng quá. Tôi hỏi ông nhà mình, hủ heo ba đời, phước đức quá mà. Tự nhiên con gái mình nó làm một cái rột, mất hết trơn. Không còn một miếng phước nào hết đó. Con Hồng đâu? Không. Ra biểu, ra đây. Dạ. Trời ơi, thiệt luôn á. Cái gì vậy? Trời ơi, con ói muốn chết đó chồng mà. Mà đi ra nhanh quá, lỡ con động thai thì sao ba má? Như vậy mà mày còn nói được, mày tự hào quá. Tao hỏi mày, bây giờ cái thằng nào nó làm cho mày có bầu? Thiệt tình luôn á, sao con thấy mắc cười quá. Có cái bầu không mà làm gì rừng lên vậy cha. Kêu cái thằng đó về đây, cho ông xử. Đem cái thằng mà nó làm cho mày có bầu đó về đây cho tao. Mày nó cưới mày. Ý tía má nói là cái thằng mà làm con có bầu á hả? Cha đứa nhỏ hả? Là đối tác của con hả? Thằng đó hả?
nó chết rồi. Nó cái gì chết? Nó hôm bữa con nói với nó còn có bầu, cái nó sợ quá nó tung nó chạy làm sao cái nó xui, nó trượt chân nó té xuống sông mà nhầm ngay cái bữa nước lớn, nước cuốn nó trôi mất tiêu mất xác luôn. Trời ơi, mất xác rồi. Bây giờ là không có nhân chứng rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Nhân chứng vật chứng mất tiêu luôn. Mất tiêu hết trơn cái trời rồi làm sao đây? Là thì có sao đâu, con thấy tía má lo quá. Không mấy giờ làng xóm biết hết rồi, có gì đâu mắc cả. Cái gì? Hàng xóm biết hết rồi. Bay nói là lối sống người ta biết hết rồi. Đúng rồi. Mà ba má bay thì chưa có biết. Không, mà người biết sau cùng. Đúng rồi, tía má biết sau cùng á. Ủa tại sao ở nhà không biết mà mày ra đường mày la làng lên chứ vậy? Còn gà quán của bà Sáu á, bả là bán quán. Biết bao nhiêu người qua lại. Mà bữa đó xui ngồi ăn cái ói. Ôi kia bà biết, cái bà đồn luôn. Trời đất ơi, tại sao mày không ói ở nhà hả? Ở nhà nó không mắc ói. Mày có tin mày nói cái kiểu này, tao giết mày chết không mày hả? Không, con không có tin tí giết con đâu. Con biết tí không bao giờ giết con đâu. Tại vì con là con gái một nhà, tí giết con ai nói giỏi. Còn má giờ chứng quá thạch thì đâu có đẻ được nữa. Con này nó cấn bầu rồi, cái nó bị khùng luôn rồi. Tí tí với má bình tĩnh đi, con nói nghe nè, nhà mình có mình con là con đúng không? Mà bây giờ con có bầu là nhà mình có người nói giỏi cái nghề làm heo của tí rồi hả? Vậy mình lời mình đâu có lỗ, không hề lỗ luôn. Hay không? Nó tự hào luôn không? Nó tự hào, nó hãnh diện luôn không? Hãnh diện vô cùng. Nó cấn thai cái nó đổi máu quá, nó khùng rồi. Nó khùng mà, nó nghe nè, giờ con mệt quá, nãy giờ nói chuyện tí má con cảm giác như muốn động thai á. Giờ con vô chổng con nghỉ ngơi nha. Chưa động thai không có tốt cho em bé đâu. Bà mẹ và cha em phải được bảo vệ, con vô nha. Con mệt quá. Trời ơi bà ơi, nó nói chuyện nó rất tự tin. Nó làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhục quá bà ơi. Bây giờ nó làm từ lưa tè le rồi. Bây giờ mình phải làm cách nào để tính toán cho nó. Đừng có để gia đình của mình bị nhục đó bà. Để cái gì mà để nó đã thấy nhục một cái bẹt vô trong mặt hai vợ chồng rồi. Giờ làm gì được nữa đâu mà làm. Kiếm người thế thân tổ chức đám cưới cho nó. Trời đất ơi, hù một cái muốn trị thai luôn vậy đó trời. Cái gì? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì? Cái gì là cái gì? Bây giờ cô đi đâu? Cô đi đâu? Ê, lùng. Hả? Hột mít lùi cho ăn no té. Rồi sao? Té gì kệ nó. Rồi sao? Chặn đường tôi làm cái gì? Chia tay rồi nha, không có thảy đồ cho người đó nha. Ồ. Trả lời cho tôi biết. Trả lời gì? Mình quen nhau 8 tháng. Phải. Chia tay này 1 tháng. Đúng. Vậy thì tại sao có bầu 3 tháng ai cũng nói tôi bị cắm sừng? Tôi không tin tôi là tôi bị cắm sừng. Nói đi, của ai, của nào? Bỏ tay xuống. Cái gì vậy? Cái sừng lú chỗ nào chỉ ơi. Đừng có đánh trống lảng. Trả lời cho tôi nghe đi. Tại sao? Tôi không thích trả lời á. Bây giờ quen nhau 8 tháng. Đúng rồi. Chia tay 1 tháng. Ủa chia tay rồi mắc mới gì tôi phải nói vào? Nhưng mà vấn đề là chia tay chỉ mới 1 tháng mà tại sao là cái bầu là 3 tháng? Thì kệ người ta. Nhưng mà người ta nói là của tôi. Người ta nói là của tôi nhưng mà không phải của tôi. Của thằng khác. Không phải của ông. Cái đó của đằng nào? Ủa của thằng nào thì kệ người ta, miễn gì người ta người đầu mình tay chân đầy đủ, dài hơn ông, đẹp hơn ông. Với lại người ta không có tánh sở khanh như ông. Nè đứng ở đây đi, nói cho mà nghe. Tại sao tôi với ông chia tay ông hiểu không? Sao? Tại vì con người của ông là một cái con người cực kỳ là tính toán. Phải nói là không bao giờ biết nghĩ cho tôi. Suốt 8 tháng trời lúc nào cũng muốn ăn tôi, muốn hốt tôi, nhưng mà không bao giờ muốn cưới tôi. Đó, điều để đáng nói nè. Có thằng nào mà quen bồ mà 8 tháng nó nắm tay mà còn không được thì làm sao có chuyện có bầu được. Vô lý lẽ. Suốt ngày ông cứ đòi hốt tôi hoài, ông đòi ăn tôi hoài, mà ba tôi nói á, nhìn cái điệu thằng đó nó sở khanh lắm con ha. Cái thằng đó đàn ông á, mà một khi nó nắm tay được con rồi, sau đó nó sẽ nắm tới những thứ khác. Nó nắm lên cái cùm tay, nó nắm lên cái bắp tay, rồi nó dình lên cái vai, rồi nó tuột qua cái cổ, nó xuống đâu không biết. Chuyện của tôi mà sao ông già cô biết? Ủa thì ông già từ xưa cũng nắm tay má tôi vậy đó, nên ông có kinh nghiệm ông biết, hiểu không?
Nhưng mà người ta hốt, người ta có cưới. Còn mấy người đòi hốt mà mấy người không có cưới. Bây giờ trả lời liền đi, trả lời liền đi. Trả lời cái gì? Quan trọng là cái sừng của tôi nè, cái sừng của tôi nè. Là thằng nào cấm? Thằng nào? Thằng cha của nó đó. Thằng cha... Bây giờ nói cho tôi nghe, thằng nào là cha của cái thứ... Cái thứ... Cái thứ gì? Cái thứ gì? Không có dĩ con tôi nha, không có dĩ con tôi nha. Trời ơi là trời, tôi mà gặp nó một cái nha, tôi thiệt với em nha. Bao nhiêu me của em hả mà em hái được hả? Tôi nhét vô trong cuốn họng nó. Nó nuốt không được, nó lấy tao đè, rồi nhấn vô. Tôi trả thù cho bằng được. Rồi tôi cho nó biết thế nào là cái sừng nó sẽ bị gãy như thế nào. Trời ơi, ghê quá, sợ. Đây, thằng hột mít này nói làm được nha. Đúng rồi. Còn bà đó, nha, bà nói tôi hột mít đúng không? Hột mít tôi cho, ăn no té. Đó đúng là té, nè. Đem về lùi cho ăn đi rồi tự đắp mền lại nghe, rồi xong mà té một cái là bắt đầu ở trong đó mà anh chết luôn đi, hử cho chết chích ngọt luôn đi. Đó sao vậy? Sao bây giờ nó tóm lại có chịu nói thằng này là ai không? Không á. Đồ lì lắm. Cái đồ hổng mất. Đồ hồng heo nái. Cái đồ hổng mất luôn cho. Được rồi, hãy đợi đó. Mít lùi cho này sẽ làm được gì? Chủ mẹ nó hết đi. Tao sẽ chi tìm từng thằng. Tao sẽ chi tìm từng thằng. Thằng nào cắm sừng, quất hết luôn. Không. Sáu ơi. Ủa? Hồng ơi hả con? Trời ơi, Hồng đây. Nhớ cũ phải không? Dạ, nhưng mà ngọt xíu nha. Biết rồi, bữa nay thèm ngọt rồi phải không? Chờ Sáu chút nha. Ê chà. Nhanh Sáu ơi, khát nước quá hà. Có liền, con nhỏ này hối quá. Đây cho con nè. Ôi trời ơi. Gì vậy? Nè, uống đi. Hồng. Sao? Mày cho Sáu lại, mày ba lại nha. Sao vậy? Sao lại mày? Trời. Sao lại mày? Trời, tự nhiên con thấy con giống như nữ thần á. Giống nữ thần. Trời. Đứng vậy, ngồi hai ghế đi, ngồi một ghế không ổn. Đúng rồi. Con thấy con cảm giác giống như nó thiếu gì á. Nó lật một cái là chết luôn á. Ổn không? Vừa nghe. Con bộ tám chân ổn à. Trời. Hai cái ghế hợp với dáng con ghê luôn. Ủa mà sao? Mắt gì tự nhiên sao bái lại con vậy? Thì mày làm cái chuyện động trời, một cái chuyện mà tại đình mà từ trước tới giờ chưa có trong lịch sử của cái làng này luôn á. Ủa là làm giống gì trời? Thì là cái chuyện không chồng mà chữa đó. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì mà ngó trước ngó sau, con thấy chuyện nó cũng bình thường thôi. Ý sao nói con là có chữa quan cái gì? Tôi đã né cái chữ chữa quan rồi, tự nhiên la lên chữa quan, giờ cuối cùng ai cũng biết mày chữa quan. Cái đó. Con này khùng ghê luôn á. Thì đó thì Sáu mới quạ thêm lớn lắm luôn á. Ừ. Cái ý Sáu là mày chữa quan đó. Bình thường con thấy cái chuyện nó có gì đâu mà Sáu làm quá vậy. Cái này gọi là giống như mình thích thì mình nhích thôi, không sao hết trơn á. Thích thì thích đó. Nhích đâu? Không dám nhích đâu. Sao kỳ vậy? Mày nhìn đi. Sao? Bây giờ Sáu bao nhiêu tuổi rồi? 50 hơn. Có cần mày la lớn gì không? Con nói nhỏ mà con đâu có nói 60. 51. Đó, 51. Cho nên tới bây giờ vẫn còn ế chổng ế chơ, thấy không? Trời đất ơi. Bởi vậy mang cái tên là Sáu cô đơn tới giờ luôn, không thấy hả con? Thiệt, có con thương cảm cho Sáu hết sức luôn á. Buồn lắm á. Mạnh mẽ lên. Mình mạnh mẽ lên, mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Bây giờ làm sao? Nhiều lúc cũng... Thèm. Chạy nước miếng. Nhỏ này. Nói bậy bạ. Ý là con nói là nhìn hoàn cảnh của con là Sáu thèm chảy nước miếng á, chứ không phải là nhìn con. Sáu không mấy gì đi, con thấy vậy nè. Ở những cái nơi mà người ta phát triển á, người ta cởi mở, người ta thoải mái, người ta thoáng, thì người ta sẽ bây giờ mình gọi là hiện tượng không đúng, mà mình gọi là một cái sở thích thì cũng không đúng, nhưng mà người ta sẽ có những cái ứng xử gọi là một đêm, đơn giản năm nay sẽ gọi là tình một đêm. Nhưng đó là những nơi phát triển, những nơi phồn hoa đô hội, những nơi có đèn nhiều, những nơi ánh sáng tỏa ra. Nhưng mà ở đây mình là ruộng là giường, thì mình tốt nhất là ruộng một đêm, giường một đêm, hoặc là ao một đêm. Trời ơi! Một... Ê! Cái gì? Nói gì? Mày làm cái chuyện này ở ngoài bờ ruộng á hả? Chứ gì nữa? Trời ơi! Mày làm ở bờ ruộng nào mày chỉ sao coi?
Trời ơi, ở dưới quê mình á, Sáu thấy không? Nè, ruộng nè, vườn nè, lùm nè, bụi nè, ao nè, hồ, thiếu cha hay gì? Không có thiếu chỗ nào hết, nhưng mà hơi bị muỗi cắn một chút nha. Chứ không mấy mình dắt về nhà ông già cạo đầu con sao đâu có được. Trời ơi, con nhỏ này nó thông minh như vậy chứ. Trời ơi, nghe con nói mà ruộng rồi, rồi bờ ao rồi bụi chuối rồi. Trời ơi, gì tướng nghe nghe đó. Trời phải, phải, chạy đến Nguyên, nữa. Không ai vậy đi. Mày biết ai á? Cha nào á? Mày làm mai cho Sáu đi. Này hơi căng à. Thì đó, cái này con phải biết cái gu của Sáu làm sao. Với lợi con sợ là Sáu yêu cầu cao quá thì ở dưới quê mình không có người nào xứng tầm luôn á. Trời ơi, tự nhiên nó đưa tôi lên mây luôn kìa, xứng tầm nó mới ghê chứ. Không, tại vì nếu mà năm mươi mấy tuổi mà vậy là ok quá rồi mà. Nói nghe nè, Sáu thì lớn tuổi rồi đó, cho nên cái tiêu chuẩn á, Sáu cũng hạ thấp thấp xuống. Chứ mà mình nhìn cao quá thì ai mà nhìn tới mình. Đúng đó. Ông bà người ta nói là kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hay quá sao rồi, sao biết đào giá xuống là tốt. Tốt, tiếp đó. Đào lắm luôn á. Yêu cầu làm sao nè, liệt kê. Yêu cầu á là người đó là phải khỏe mạnh nè, đẹp trai nè, rồi à, chịu chơi nè. Yên tâm, ở dưới quê mình là phải nói thật sự là vườn thiệt, ao thiệt, hồ thiệt, mà ruộng thiệt, nhưng mà rất chịu chơi. Đúng rồi. Nói về mà đẹp trai là xứ mình đầy, mà lực điền thì thôi vô số kể, tại mình làm ruộng mà. Hả? Yên tâm. Nhỏ nhỏ Sáu xíu vậy. Nhỏ hơn Sáu xíu à? Ờ, chứ cỡ Sáu ông nào cũng có vợ có con hết rồi, làm ông nội ông ngoại hết rồi. Tuyệt vời. Được. Nãy không? Giờ là thấy là yêu cầu của Sáu rất tuyệt vời luôn. Vậy hả? Rất là thích hợp để đi lên trển chọn nha Sáu nha. Lên thành phố hả? Không, lên thành phố là Sáu bích cửa rồi. Chứ lên đâu? Lên trển á, lên trời á, dạch mấy đám mây ra tìm nha. Cái con này nãy giờ nói cũng như không à. Nhưng mà dù gì Sáu cũng ngưỡng mộ con lắm. Đúng vậy á. Uống hết đi, uống hết đi. Ngồi yên đây dạ. Nha. Sáu sẽ tặng quà cho con. Tặng quà? Uống qua ly nước cam mà tặng quà. Đây, yên tâm, yên tâm. Nước cam nha, không tính tiền luôn. Từ đây về sau qua quán Sáu uống miễn phí. Bởi vì con là thần tượng của Sáu. Sao, sao đây, đây. Quà nha. Gì trong đây vậy? Mày nhìn đi, hỏi gì? Không phải, ý là thấy nó kỳ quá. Ví dụ như quà người ta phải gói lại chứ đâu mà để thề lè vậy mà. Ê, sao mày... Hà xí nha. Cưng không, Ủa, cho con đồ nít làm gì mà sao nhiều vậy? Thì để đẻ em bé chứ làm gì. Con này hỏi vô duyên à. Ủa, sao Cái này còn mấy đứa chứ đâu phải một đứa đâu Sáu. Hai cái bình sữa luôn nè. Hai đứa. Cái gì? Hai đứa. Ý là sao nó còn đẻ hai đứa song thai hả? Không, con một đứa. Ở đâu một đứa nữa? Thì con cứ giữ đi. Biết đâu mốt Sáu cần sao? Hả? Thì vậy mới độc lạ chứ. Con một đứa, Sáu một đứa. Trời đất ơi, Sáu ơi, 50 tuổi rồi. Trứng quá thạch rồi. Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi phải không? À dạ. Sao? Cái gì vậy? Ta đang ngủ ngoài kia ngon mà tự nhiên bắt vô đây chi vậy? Mày là một cái thằng chuyên môn dụ dỗ gái, thấy không? Con nhỏ nào mày cũng dụ hết trơn hết trời. Mày không chừa con gái của tao ra. Con gái tao là con Hồng, mày dụ nó có bầu, bây giờ mày quất ngựa tri phong phải không? Ông đừng nói bậy nha. Tôi quen cho nó đâu có đụng đã đụng chân gì nên làm gì có bầu. Nè, tao nói cho mày nghe, không có thằng ăn trộm nào mà nó khẳng định nó là thằng ăn trộm hết trơn hết trời. Bây giờ mày làm con gái tao có bầu, bây giờ mày tính sao? Trời ơi trời. Ý ông bắt tôi về đây để mà ông ép tôi để mà lấy con gái ông mà hả? Tôi nói rồi, tôi không có đụng gì tới hết, ông có bầu. Không có bầu, bầu đâu phải của tôi. Ê, tôi bớ cần đụng ta. Tay đụng chân, nến mày. Không cần đụng tay đụng chân gì hết rồi. Mày dùng thứ khác để làm cho con tao có bầu cũng được vậy đúng không? Là cái gì? Mày tự hiểu. Bữa nay mà bây giờ cho mày một cái cơ hội nè. Có nghĩa là bây giờ mày phải sống với con gái tao ít nhất là 3 năm. Sau 3 năm đó tao sẽ cho mày làm đám cưới với con gái của tao. Cái gì? Lấy con gái ông hả? Ừ. Sao? Bất giỡn đi. Tôi không có lấy con nhỏ Hồng thịt heo làm vợ đâu. Trời ơi, nó như con eo quái vậy đó. Nó như con trâu nước vậy đó. Lấy nó về hả? Không dám đâu. Mày tưởng mày đẹp lắm hả? Mày chê con gái tao là yêu quái rồi giống con heo nước hả? Không biết đẹp hay không nhưng mà tôi thấy tôi là độc lạ nhất ở cái xóm này. Mày chối mày không phải là cái thủ phạm để mà làm cho con gái tao có bầu đúng không? Tôi không chối nhưng mà tôi không làm gì hết.
Ông nói đúng rồi đó. Thằng này chứ mai chân. Nó chứ ai? Nãy giờ tôi dò trong đây nè, là con Hồng từ năm 18 cho tới năm 30 tuổi là quen tổng cộng 81 thằng. Thằng cuối cùng á là mấy thằng, bao nhiêu thằng? 81. Trời ơi. Cái thằng mà ít nhất là một ngày, ở thằng nhiều nhất là 8 tháng, 8 tháng là thằng cuối cùng lần này nè, nó đó. Đừng có mà ngậm máu phun người nha. Tôi với nó chia tay nhanh được một tháng rồi, là làm sao còn có bầu được. Gì đó? Chia tay rồi. Một tháng nhưng mà bầu của nó là ba tháng. Cái gì vậy? Bầu 3 tháng. Không, tôi không có làm gì hết á. Cái bầu đó là của thằng nào á. Nè, mấy người khôn hồn, mấy người thả tôi ra nha. Thả tôi ra đi. Ha? Không thả tôi ra hả? Nè, không thả tôi ra tôi thề nha. Có chuyện gì hả? Tôi thưa lên hả? Mấy người hả? Ở tù cả lũ trời nha. Lúc đó bán hết tài sản, cô không đền được cái thân xác mà độc lạ của tôi đâu. Sao? Giờ sao? Có thả mày không? Mày dính được không? Sủa hoài. Ông, tôi nói thiệt, cái gia môn nhà mình bất hạnh. Sao? Tôi không hiểu làm sao mà lá ngọc cành vàng nhà mình nhìn cái thằng xứ múng như vậy mà nó cảm giác được để mà nó có bầu. Xứ múng là gì? Xứ múng là gì? Là mày đó. Là cà trớn á. Lao. Cà trớn nó đại cà trớn, xứ múng là gì? Trời đất ơi. Bây giờ không nói nhiều, vô lấy đồ nghề cho tôi. Chờ chút. Đúng rồi, mấy người nên lấy đồ nghề ra đi, cắt dây thả tôi ra. Còn ông thôi, tôi thưa làm cái là kể như cả nhà phải bị chú dí tám tao. Cái gì vậy? Cái này người ta gọi là dao đó mày. Để làm gì? Mày tự hiểu đi. Mày đi ông, nó hơi lục á. Ông tính giết tôi hả? Ê, mày xích ra đi. Ê, trời nghe nhột quá. Bén chưa? Hơi hơi bén. Nhưng mà tội thằng này không phải là tội chết. Đúng rồi. Tội nó không phải tội chết. Tôi có làm gì đâu. Chắc chắn là tôi bị mọc sừng. Chắc chắn là tôi bị mọc sừng. Ai ăn ốc tôi đổ vỏ. Rồi yên tâm, mày không có chết. Tôi mệt quá. Mày chỉ bị thiến thôi. Cái gì? Ê, thử coi bén chưa ông. Đứng yên mày. Làm gì? Xin một cọng tóc. Chi? Thử dao. Sao ông lấy tóc ông đi? Mày nhìn coi tao có mà. Tao còn. Tao trước quốc mà. Mày còn một nhúng, nghe không? Xin một cộng thôi mà mày khó quá. Thử dao lấy tóc tao. Tiếc. Ôi trời, ông bốc nhiều gì ông nội. Tạm được. Nói chung là tạm được. Phun rượu đi bà. Trời ơi. Sao vợ chồng ông bà xong kiếm hổ bích quá vậy? Bén thì cắt một nhát. Mà không bén đó thì nhây hồi nó cũng đứt toàn ten cũng được. Trời, yên tâm, cái này ngọt lắm. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Một. Hai. Đừng. Và kính lại tổ nghiệp, hôm nay con sử dụng cái vật gia bảo này chính là con dao con mổ heo mỗi ngày. Bây giờ hôm nay con xin phép để con được thiến thằng này. Ê, tổ ơi, đừng cho tổ ơi. Bởi vì nó cũng giống như con heo. Tụi ông giống heo. Tổ ơi, đừng cho tổ ơi. Ông thiến. Yeah! Chưa mà. Chưa. Vậy tôi tưởng nó bén quá, nó ngọt quá, cắt không hay. Tao hỏi mày một lần chót, mày có chịu lấy con Hồng con gái tao làm vợ hay không? Nhưng mà cái bầu đó đâu phải của tôi đâu, bắt tôi lấy kìa. Xử luôn. Nó chửi đúng không? Bây giờ không có nói nhiều. 1, 2, 3. Tôi đồng ý. Vậy dễ không? Tôi đồng ý lấy. Vậy là dễ tính rồi. Lấy con Hồng thịt heo mặc dù đó không phải là bầu của tôi. Nói chuyện ấy là được. Tía ơi, má ơi. Trời đất quỷ thần ơi. Ấy. Cú. Chào tía. Cú. Cú cái đầu. Ủa. Xí. Gì vậy? Ủa, mà làm gì ồn quá vậy tía má? Thiên. Thiếu. Mà mở dây cho nó đi, nó chịu. Nó làm cho bay có bầu thì bây giờ là bắt nó phải cưới vậy. Cái chuyện giờ về chồng con bay là tí tiếng má luôn hết rồi. Đúng rồi. Tháo dây đi. Đến mày. Ủa chưa cưới rồi mà. Không, tí má, con không có chịu lấy cái thằng lùn ma tử này đâu. Ê, cái gì kỳ vậy? Nó làm cho con có bầu mà. Cái bầu mày của nó, mày phải lấy nó chứ. Kệ nó, mà con không thích lấy nó. Bởi vì nó là một cái thằng rất là ti tiện, keo kiệt, bủn xỉn, mà đã vậy nó còn tồi bại nữa. Là sao? Nói chung là con muốn thiến cũng được, nhưng mà con nói túm lại là con không có bầu với nó. Đúng rồi. Ủa là sao?
Nghe chưa? Nghe rõ ràng chưa? Không cái phải gì là vậy? Không phải là bầu của tôi. Không mấy người đụng đến tôi hả? Tôi thua thua cả nhà mấy người luôn. Má xích qua đây, má xích qua đây. Tôi thua. Ai da. Cho mày chết luôn nào, mày thục xạo tao hả? Không có bầu là sao? Nói cho rõ coi. Con ghét thằng này, con quen nó 8 tháng rồi. Mà cái tánh của nó lúc nào nó cũng me me, nó đòi ăn con hết. Nghĩ sao vậy? Nhiều lúc con nói thôi kệ, mình cũng lớn rồi, quen bồ cũng nhiều rồi, mà chưa bao giờ mà thử cảm giác vượt gào nó như thế nào. Khôn thấy mẹ luôn, nó có cho ở đâu mà thử. Trời, nghĩ sao vậy? Nhìn cái bản mặt là biết rồi. Nhiều lúc cũng muốn thử lắm nhưng mà thấy ghét không thèm thử nè. Với lại nó nghe nè, ê lùng má tử, mày có thấy là mỗi lần mà tao với mày hẹn nhau ở ngoài đồng á, cái ở trong mấy cái bụi cây á, nó cứ dập dìu phập phèo, rồi nó cả đung đưa rung qua rung lại, mày biết đâu đó ai đó không? Chặt chó đó. Chó một cái tiếng với má tao đó mày. Nghĩ sao tao mày có bầu được, mày điên hả mày? Vậy rình quá làm sao con ta có bầu được? Thế mệt quá mà con nói thiệt nha, mắt ngộ ghê á, tía má cũng ngộ, mà nguyên cái xóm này cũng ngộ, nguyên cái xã này cũng ngộ. Ngộ cái gì? Người ta chỉ muốn có bầu, muốn làm mẹ đơn thân thôi mà cũng khó khăn nữa, còn mày nữa bực bội, không có làm ăn được cái gì hết á, có làm mẹ đơn thân mà làm cũng không được. Vậy là sao? Thì tình này nè, bây giờ con phải vô con nói rõ cho ba má nghe con sự việc là như thế nào. Đúng rồi, nói cho rõ đi là cho ông bà hiểu cái bầu đâu phải của tôi đâu. Rồi ê thả ra chứ, không cho theo ông già thôi. Trời ơi sao kỳ vậy, Quỳnh làm cam chịu à?